sẽ giới thiệu trò chơi đánh răng rồng. Thì mới đầu vào thì tạo nhân vật và chơi thôi, mình thấy cũng khá là thú vị ấy. Đầu tiên là anh em gặp ông Gohan này, xem nhiệm vụ đi. Chào mừng con đã đến thêm với thế giới Ngọc Tổng Online, Đồng Thần Online. Con đã sẵn sàng trừ gian diệt ác, bảo vệ thế giới khỏi những thế lực xấu xa chưa? Sẵn sàng. Ok, hạ 10 con người dơ mà. Để mình đi.